nhập cà phê mình nhờ mua nè. Đi qua Mỹ mua ai gì mà lâu lắc, ai thèm uống nữa. Tại quán này đông, tao xếp hàng lâu lắm mới mua được á. Lâu như vậy cà phê hết ngon rồi, mày tự uống luôn đi. Vậy còn tiền? Tao không uống, tao sao phải trả tiền? Đưa tôi đi, tôi đang khát nè. Lát nữa tôi chuyển khoản cho bà nha. Ok. Tại sao mày lại đưa cà phê của tao cho nó? Thì mày không uống mà. Hồi nãy tao không uống, chưa chắc bây giờ cũng vậy. Đưa đây cho tao. Túi mới mua hả? Ừ, bồ tao tặng tao á. Trời ơi, cái này hết mất 8 kiếp mà có gì hay mà khoe. Tao có khoe đâu. Lời thật mất lòng, tao cũng gặp bồ mày rồi. Nhìn thì nghèo sát nghèo sơ, làm gì có tiền cái mắc tiền. Vậy mình làm như quý lắm. Chuyện bồ người ta tặng quà liên quan gì tới mày? Tao chỉ có lòng tốt nhắc nhở nó thôi. Mày không nói chuyện đàng hoàng thì im luôn đi. Mở miệng mà thấy não không có nếp nhăn. Mày kém sang như vậy chắc ý thức còn kẹt trong bụng mẹ. Chắc bình thường mày tự ti lắm mới kiếm chuyện với người khác như vậy để chứng minh sự tồn tại. Tao thấy mày nên đi khám lại cái não của mày đi. Làm cái gì cũng đổ bể làm phách là giỏi. Xin chào quý khách. Ủa, giám đốc. Chị tới xem tình hình thôi, em cứ làm việc của em đi. Dạ chị. Kính chào quý khách. Nội. Ủa mày làm ở đây á hả? Ờ đúng rồi. Hay là tao góp doanh thu thấy mày giúp mày đi. Ý, đứng yên nghe, để tôi chụp một tấm up lên Facebook cho bạn bè cũ trong lớp biết tới giúp mày. Tụi nó bây giờ đứa làm giám đốc, đứa làm quản lý. Nói chung là ai cũng ngon lành hơn mày. Dạ, cho hỏi quý khách muốn mua gì ạ? Cái nó không bỏ. Không phải tao không muốn giúp mày, nhưng mà tao thấy đồ của tiệm mày á kém sang quá à, không có xứng với tao. Mày cười khinh tao hả? Mày nghĩ tao mua không nổi hả? Vậy mày chắc mày mua nổi không? Đi lấy cái mắt nhất ra đây cho tao. Dạ ngại quá, cửa hàng chúng tôi chỉ bán cho thành viên của cửa hàng, không bán cho khách hàng ngoài ạ. Thẻ thành viên thôi mà, tao làm một cái. Làm như thế nào? Một lần nạp 100 triệu. 100 triệu. Một lần nạp 100 triệu. 100 triệu. 100 triệu thôi mà. Bạn trai tao xếp bự lắm, mặc đồ làm đồ Prada, đeo túi Gucci, chạy xe Porsche không à. Mày chắc là chưa thấy bao giờ đâu ha. Ừ đúng rồi. Làm một cái liền đi. Đây là hóa đơn của quý khách, 100 triệu. Trời, hôm nay là tao làm phước rồi. Bạn cũ gặp lại để tao cho mày mở mang tầm mắt. Giám đốc ơi, giám đốc. Dạ xin lỗi, giám đốc đến xem tình hình sao không nói với em. Mấy việc vặt này sao dám để đến tay chị. Không mấy chị lên lầu trước đi, để em ở đây cho. Honey, bỏ sao em ở đây? Anh đối xử với bạn gái mình tốt ghê. 100 triệu, em xài 100 triệu. Cảm ơn quý khách nha. Mẹ, đây là Nana, bạn thân của con. Chào con, nhà cô đang ăn cơm, gặp bữa ăn cùng đi con. Dì à, dì có thể chuẩn bị dao ăn phô mai không? Con là Việt Kiều ăn bằng dao không à. Mẹ, mẹ đừng để ý, Nana mới về nước á, không quen ăn kiểu trong nước á mẹ. Được rồi. Trời ơi, thời buổi nào rồi mà còn mặc cái này. Mày không biết cái gì gọi là fashion và international hả? Mày nhìn mày đi chắc chắn là không biết rồi. Nói cho cùng là mày cũng chưa đi nước ngoài bao giờ, cho nên hiểu biết kém là đúng rồi. Cô xong chưa? Cái khác tôi không thèm nói tới, nhưng cô tới nhà người khác làm khách mà không có tí lễ phép nào. Mẹ kệ đi mẹ, Nana không cố ý đâu. Mày tới kiếm tao có chuyện gì không? Cũng không có gì, mượn 30 triệu thôi. Sao nhiều vậy? Việt Kiều á, xài một lần 50 tới 100 triệu. Mượn mày có 30 triệu mà nhiều gì? Hay là mày nghèo tới đột không có 30 triệu cho tao mượn? Việt với Trả Kiều, cô thích nước ngoài như vậy á, thì đi hộ tôi cái. Ở đây không có chào đón cô. Còn nữa, sau này muốn khoe mẻ thì đừng có mặc ba cái hàng chợ này. Trời ơi, ai mà đẹp dữ vậy trời. Thế gian này chắc không có người đàn ông nào xứng với mình đâu ha. Nè xong chưa, mày lâu lắm rồi đó. Hói gì mà hói, không biết tao đang nhìn ngắm dung nhan của một hoa hậu hả? À bạn ơi, cho mình hỏi chỗ này đi đường nào vậy? Thế kỷ 21 rồi mà còn xài cái chiêu tán gái của rít này nữa. Đây là số điện thoại của tôi, nhưng mà anh nhắn cho tôi á, chưa chắc tôi ghét đâu nha. Dù sao thì cũng có nhiều người đang xếp hàng theo đuổi tôi. Cô bị khùng hả? Mắc gì chửi tôi, thích thì cô nói là thích, ngại gì chốt. Còn điên. Sao mày tới sớm vậy? Mày có biết bắt công chúa đợi mày là tội ác không hả? Ngại quá, sorry mày. Thôi tha cho mày đó. Dù sao thì mới nãy cũng có người xin số điện thoại tao rồi. Tâm trạng của bổn cung đang tốt lắm, không giận mày đâu. Ừ, vậy hả? Mày chơi với tao chắc là trầm cảm lắm. Dù sao thì ai cũng chỉ để ý đến tao thôi. À, tao ổn. Làm người đẹp quá cũng khổ. Mày chắc cả đời cũng không hiểu cảm giác này đâu. Nhan sắc là cái mà mày không bao giờ có được. Mày nói chuyện gì không sợ bị người ta đập mày hả? Nói sao ta, được chơi với một công chúa như tao là phúc của mày. Đừng có tưởng bỡ nhiều quá. Mày cũng tự tin ghê, làm như mày đẹp lắm giờ. À bạn ơi, cho mình hỏi chỗ này đi đường nào vậy? Thế kỷ 21 rồi mà còn xài cái chiêu tán gái của rít này nữa. Còn điên. Sao
mày tới sớm vậy? Mày chơi với tao chắc là trầm cảm lắm. Dù sao thì ai cũng chỉ để ý đến tao thôi. Mày cũng tự tin ghê, làm như mày đẹp lắm vậy. Đấy, sao bà ở đây? Hey, trùng hợp ghê, ngồi xuống ăn chung không? Ngại quá, tôi mới ăn rồi, hẹn lần sau nha. Ok. Bạn này là bạn học của tao. Tao tuyên bố người này là bạn trai tao. Hả? Chẳng có một người con trai nào không đổ gục trước nhan sắc của tao. Chỉ cần cái ngón tay thôi là tất cả sẽ xỉu hết. Anh Nhi ơi. Hả? Đi đâu mà vội mà vàng, dừng chân đứng lại uống ly tạch tươi với em đi. Uống ly tạch tươi coi mà, anh vui dữ dở. Thôi đi, tôi có việc rồi. Ngại cái gì, chắc chắn là anh quá là nhát gan, không dám bày tỏ. Không ngờ tới là được công chúa mời chứ gì. Não cũng có vấn đề hả? Tôi đi trước đây. Ai vô, công chúa bị thường dân cho ăn nguyên trái bơ. Không, con trai thằng nào trả như thằng nào, muốn gây sự chú ý của tao thôi. Mày cũng giỏi tìm lý do lý cháu ghê. Cỡ thằng đó có cho tao cũng thèm. Giờ nghĩ lại cũng thường thôi, không xứng với tao.